Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Thì nãy mình vừa chia sẻ với các bạn về cái triển vọng của những cổ phiếu của quý 3 năm 2021. Thì nhìn chung ấy, thì là sau khi mà Hà Nội ban hành cái chỉ thị là hạn chế đi lại toàn dân vừa với ngày 18 tháng 7 năm 2021, thì là đã có văn bản của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo hạn chế đi lại trong toàn dân ấy. Thì theo mình nghĩ là khi mà cái sắc lệnh này ban ra thì là cái việc đi lại của người dân rất là bị hạn chế. Chính vì thế thì mà cái thị trường bất động sản sẽ giảm cái tính thanh khoản, dòng tiền trong xã hội tiếp tục được bơm ra, tại vì các bạn có thể là nhìn vào cái chỉ số PMI, Purchasing Managers Index, là chỉ số cạnh tranh sản xuất, thì mình nhìn thấy là hiện tại thì cái chỉ số này của Việt Nam và các nước châu Á đang rất là thấp so với các nước phương Tây, chính vì cái tiến triển của tiêm phòng COVID. Chính vì thế thì mình nghĩ là với những cái vĩ mô liên quan đến dịch bệnh như vậy, liên quan đến dòng tiền như vậy, thì tiếp tục dòng tiền của những F0 mới sẽ được bơm vào trong cái thị trường chứng khoán này. Cụ thể thì là một số các nhóm ngành như ngành thép, sau khi mà ra báo cáo tài chính quý 2, đặc biệt là những cổ phiếu như Nam Kim và FMC với cái lợi nhuận sau thuế tăng cực kỳ khủng so với cùng kỳ năm ngoái. Thì đấy, hiện tại thì các chỉ số PE của các công ty ngành thép liên quan đến Nam Kim và FMC đang ở mức nhỏ hơn 4, rất là hấp dẫn với lại những cái mã ngành sản xuất. ROE thì là xấp xỉ 50%. Thì nếu các bạn mà có kiến thức về phân tích cơ bản ý, thì thấy là nếu mà cái ROE mà bằng 50% thì công ty này đang làm ăn rất là tốt và hưởng cái thiên thời của mà vĩ mô liên quan đến đầu tư công. Hai là những cái nhóm ngành về thép ấy, thì bắt đầu vẫn được hưởng lợi, đặc biệt là thép HRC, cái nền giá của HRC thế giới bắt đầu tăng cao do cái nhu cầu sản xuất được tăng cao, và đặc biệt là nhu cầu phục hồi kinh tế sau đại dịch. Thứ hai là nhóm ngành bất động sản. Bất động sản thì có một số cổ phiếu mà các bạn đáng lưu ý. Thứ nhất là Vinhome. Vinhome thì hiện tại các bạn nhìn này, trong năm 2021 này, đặc biệt là quý 3 và quý 4 ấy, thì rất nhiều các dự án của Vinhome được tiến hành triển khai bán hàng. Tức là dự án của nó là ra hàng ấy. Thì vì thế mà nó sẽ tạo ra một cái lợi nhuận đột biến book value vào quý 3 và quý 4. Thì đặc biệt là Vinhome sẽ có những dự án mà đại dự án bao gồm là Dream City Hưng Yên, Vinhome Đan Phượng và Vinhome Cổ Loa. Thì bên cạnh đó thì năm 2021 này, Vinhome cũng đánh dấu một cái bước tiến mới trong ngành bất động sản công nghiệp ở Hải Phòng, sẽ mang lại từ 5 đến 10% doanh thu cho công ty. Ngoài Vinhome ra, các bạn có thể là cân nhắc đến công ty Lam Long. Lam Long là một trong những công ty mà mình đánh giá là sở hữu lượng đất sạch, lượng đất dự án mà nếu chuyển đổi sang giá trị bán ấy, thì mang lại cái lợi nhuận cực kỳ lớn cho năm Lam Long. Tại vì thứ nhất là cái vốn bỏ ra cho những cái dự án đấy, đất nền ấy, nó khá rẻ. Hai là cái concept của Lam Long ấy bán được cái phân khúc khá là cao, thậm chí cao hơn phân khúc của Vinhome, là do là họ tập trung vào những concept thiết kế của Nhật Bản, mang lại cái giá trị cho người tiêu dùng. Và hơn thế nữa là trong năm 2020 và 2021 ấy, Lam Long bắt đầu là bắc tiến và những cái khu vực mà có nhiều giới nhà giàu siêu giàu là Hải Phòng và Quảng Ninh ở giai đoạn tới. HDC thì các bạn đều biết là sau một quá trình tích lũy thì hiện tại nó đã đạt đến cái vùng giá khá là cao. Đây là một công ty bất động sản khá tốt. Thứ nhất là lý ý chí với lãnh đạo, thứ hai là cái công thức làm ăn của HDC cũng mang lại những cái niềm tin cho nhà đầu tư. Và LHG là một trong những công ty về bất động sản công nghiệp mà mình có thể là tư vấn đến các bạn. Thì đặc biệt là lấy cái tiền đề là dự án Long Hậu 3 ấy, thì nó sẽ là một cái động lực phát triển cho Long Hậu. Hiện tại thì là mình sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn trong những cái series tiếp theo của kênh chứng khoán Thiên Thời của mình. Thì chúc các bạn tuần mới giao dịch hiệu quả và đạt được nhiều những cái tiến triển, những cái tích cực trong quá trình giao dịch. Chào tạm biệt các bạn.